Xin chào các bạn. Hôm nay Hoàng up cái cây CLP645 màu WA này lên trên Facebook. Thì hôm nay Hoàng cũng bán được luôn rồi. Trước khi đi thì Hoàng cũng đàn cho các bạn nghe nha. Nhưng mà nói sơ thì cái cây Yamaha và dòng CLP là những cái cây rất là cao cấp. Cây này đã qua sử dụng, chứ còn chưa qua sử dụng thì tầm 55 triệu các bạn. Đã qua sử dụng thì hai mươi mấy thôi. Thì các bạn cứ lên coi trên website về cái giá của nó nha. Chất lượng của cái này rất là tốt. Hình dáng không, màu sắc rất là đẹp nha các bạn. Oh, đã quá. Cái này mình cũng không không cần phải mua mới đâu. Cây này xài rồi rất là đã rồi. Phím gỗ, kết nối Bluetooth rồi các thứ chức năng đầy đủ luôn. Rồi đàn tiếng piano cho các bạn nghe nha. Thì Hoàng sẽ đi giao cái cây này, tuy nhiên là Hoàng không trực tiếp đi giao, thành ra Hoàng quay phim tới đây thôi. Các bạn có cần đàn tầm hai mươi mấy triệu mà đàn xịn, đàn cao cấp, đàn đẹp thì đó, đó có khá là nhiều lựa chọn, thì đây là một cái lựa chọn điển hình. Hoàng rất là tự tin Hoàng bán CLP 645 nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Hoàng.